Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhận về việc thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đại học 2022. Tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế xe khách tại bến xe miền Đông. Dịch cúm cà chua lan rộng ở Ấn Độ với hơn 80 ca. Bắt đối tượng hiếp dâm và cướp tài sản sau 20 giờ tiếp nhận thông tin tố giác. Thưa quý vị, tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị tùy vào đặc điểm của mình đã có những cách làm mô hình thiết thực hiệu quả. Em có việc bận á, đi đón con nên em để hồ sơ ở đó và anh nói là anh sẽ hứa mang tới nhà giao cho em. Đối với trường hợp mà người dân bận công việc không thể chờ đợi, các cán bộ công chức thì cũng sẽ được phân công để giao hồ sơ đến tận nhà cho người dân. Là địa phương đi đầu trong công tác cải cách hành chính của thành phố, quận 1 tiếp tục chủ động công bố danh mục 25 thủ tục hành chính giải quyết trong ngày, tăng 11 thủ tục so với yêu cầu. Và thông qua của các mô hình đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính không giấy và sử dụng dịch vụ định danh khách hàng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy được cái tiện ích của dịch vụ hành chính công và đa dạng hóa các hình thức và trả kết quả khác để phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Được biết, 88 thủ tục hành chính theo danh mục được công bố đã được rà soát chọn lọc kỹ lưỡng dựa vào thực tế. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị sẽ vừa tiếp tục duy trì hoạt động tiếp nhận giải quyết ngay trong ngày, vừa rà soát để đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày cuối của tháng cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 10 dưới 12 tuổi tại thành phố được ghi nhận là thấp, dưới 63% đối với mũi 1 và dưới 31% đối với mũi 2. Do vậy, các quận huyện đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để kịp tiêm cho các em trước khi năm học mới bắt đầu, ghi nhận tại huyện Nhà Bè vào sáng nay. Tại điểm tiêm chủng ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, sáng nay, nhiều phụ huynh đưa con đến tiêm vaccine phòng COVID-19 trước ngày nhập học. Sắp sửa vào năm học mới của năm lớp 1, em dẫn cháu tới đây để chích mũi đầu tiên, bảo vệ cái sức khỏe cho cháu. Đây là một cái việc rất là cần thiết, phụ huynh yên tâm cho con mình tới trường. Ngoài ra, điểm tiêm này còn tiếp nhận tiêm chủng cho các em trong độ tuổi của 10 trường khác trên địa bàn. Ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế huyện Nhà Bè đã tăng cường vận động để phụ huynh hiểu rõ lợi ích của vaccine. Trung bình mỗi ngày ở huyện Nhà Bè có từ 3 đến 5 điểm tiêm. Cứ trung bình 100 trẻ là sẽ có một đội tiêm. Tại mọi điểm tiêm đều có đội xử lý cấp cứu, cũng như là tổ chức linh hoạt nhiều điểm tiêm để mà phụ huynh có điều kiện đưa con đến tiêm, kể cả là tiêm luôn ngày thứ Bảy, Chủ nhật và cả ngày lễ. Chỉ còn đúng một tuần nữa để đạt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo chỉ đạo của Chính phủ. Sở Y tế đề nghị Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện thành phố, quận, huyện tiếp tục triển khai đội tiêm cùng các xe tiêm lưu động khi nhận được sự điều động tăng cường. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian mở lại hệ thống hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng, đã có thêm gần 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Để việc thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin có thể mất nhiều thời gian, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh. Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay là 20.000 đồng một nguyện vọng và chỉ áp dụng với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Thí sinh lưu ý khi chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Thay đổi như vậy thì nó rất là gấp rút, phòng cũng phải tập trung các cán bộ tuyển sinh trực 24/24 để có thông tin gì lại hướng dẫn cho thí sinh liền, làm các video clip rồi các hình ảnh gửi link bài qua các trang Zalo hoặc Facebook nhắn tin trực tiếp cho phụ huynh với thí sinh. Mặc dù hướng tới sự đổi mới và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, tuy nhiên sang năm nếu có những thay đổi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm thông tin định hướng để các trường đại học và thí sinh không bị động trong xét tuyển đại học. Cái thời gian để mà các em thực hiện cái việc này nên rút ngắn lại, đỡ gây cái tâm lý cho thí sinh, tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động của nhà trường. Theo quy định, trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và các thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022. Sáng nay, các tài xế xe khách tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Hoạt động nằm trong đợt cao điểm an toàn giao thông kéo dài đến ngày 20 tháng 9 của lực lượng công an thành phố, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Quy trình kiểm tra được thực hiện nhanh chóng trong khoảng 5 đến 7 phút cho mỗi trường hợp. Sau hơn 1 giờ, 14 tài xế được kiểm tra nồng độ cồn và 3 được kiểm tra ma túy ngẫu nhiên. Tất cả đều không có dấu hiệu vi phạm. Nhiều tài xế xe khách ủng hộ việc làm này. Các ban ngành làm như vậy là không ăn nhậu, này, không chơi ma túy, làm như vậy là chính xác. Thực ra là không xảy ra tai nạn trên đường phố. Chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy được thực hiện cùng với sự phối hợp của các đơn vị liên quan tại địa phương. Không những tại các bến xe, mà hoạt động tuần tra kiểm tra này cũng sẽ được thực hiện tại các chốt giao thông trọng yếu trên địa bàn thành phố. Cũng theo Ban Quản lý Bến xe Miền Đông, vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, số lượng hành khách tại Bến xe Miền Đông dự kiến là hơn 105.000 lượt, tăng 209% so với ngày thường. Ban Quản lý cũng đã lên kế hoạch bố trí lực lượng theo dõi tình hình lưu lượng khách và phương tiện vận tải từng tuyến, từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng ứ động khách tại bến. Đồng thời, Ban Quản lý cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé, nếu có tăng thì không quá 20-40% tùy tuyến đường. Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ K-72 vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Theo đó, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8, các lực lượng đã tìm thấy và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ, ca còn có tăng, võng, cúc áo và một số di vật khác. Các nhân chứng cho biết, địa điểm tìm thấy 3 hài cốt này có khoảng 43 phần mộ liệt sĩ thuộc trung đoàn 201. Ngoài khu vực tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại ấp 2 xã Minh Đức, đội K-72 sẽ tiếp tục tìm kiếm 8 khu vực khác trên địa bàn huyện Hớn Quản, thời gian từ nay đến hết tháng 10 năm 2022. 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập ngay trước ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn tàu ô ngày 28 tháng 8 năm 1972, dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 8. Hôm nay, tàu đá tay 01 thuộc Công ty Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông đã đưa 13 ngư dân Bình Định gặp nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa về cảng Cát Lỡ, thành phố Vũng Tàu để bàn giao cho lực lượng chức năng và lãnh đạo địa phương. Sức khỏe của 13 ngư dân hiện ổn định, sau khi nhận bàn giao sẽ được đưa về quê nhà. Trước đó, vào sáng ngày 18 tháng 8, tàu 711, Hải đoàn 129 Hải quân đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, thì nhận được thông báo tàu cá BD-98172 với 15 ngư dân đang mắc cạn gần khu vực nên đến ứng cứu. Tàu 711 đã tiến hành buộc dây lai kéo, giữ không cho tàu cá dạt vào bãi cạn, đồng thời triển khai các hệ thống bơm hút khô chống chìm tàu cá. Chỉ huy tại hiện trường cũng đã liên hệ với thợ lặn trên các tàu cá trong khu vực, lặn ra các lỗ thủng lớn và gia cố ban đầu một số vết nứt. Tuy nhiên, các lỗ thủng ngày càng to, không thể khắc phục được nên buộc phải bỏ lại tàu. Toàn bộ 15 ngư dân trên tàu cá BD-98172 sau đó được đưa lên đảo Đá Tây. Đến sáng ngày 21 tháng 8, 13 ngư dân được tàu Đá Tây 01 đưa về bờ, hai người còn lại sang một tàu cá khác để tiếp tục đi đánh bắt. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, Twitter bị tố có rủi ro bị khai thác thông tin tình báo. Công bố di tích 1.200 năm tuổi tại Israel. Thưa quý vị, dịch cúm cà chua đã lan sang thêm hai bang khác ở Ấn Độ sau khi căn bệnh được phát hiện lần đầu tiên tại bang Kerala hồi tháng 5. Hơn 80 ca mắc, chủ yếu là ở trẻ em dưới 5 tuổi. Giới y khoa đang đưa ra nhiều nghi vấn về căn bệnh. Căn bệnh được gọi là bệnh cúm cà chua vì virus gây ra những nốt phồng rộp, tấy đỏ trên cơ thể và rất dễ lây lan. Trẻ em đặc biệt dễ tổn thương bởi chủng virus mới này lây lan dễ dàng qua tiếp xúc gần như qua tả giấy, chạm vào bề mặt không vệ sinh hoặc cho đồ vật vào miệng. Theo một số nhà khoa học, virus gây bệnh có thể là một biến thể mới của bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, có những ý kiến khác cho rằng căn bệnh này có thể là hậu quả của sốt xuất huyết ở trẻ em hơn là một bệnh nhiễm virus. Thưa quý vị, trang mạng xã hội Twitter đã trở thành tâm điểm chú ý ngày hôm nay sau khi xuất hiện bản báo cáo dài 200 trang của người từng đứng đầu bộ phận bảo mật mạng của mạng xã hội này gửi Quốc hội, Bộ Tư pháp và các cơ quan điều hành của chính phủ Mỹ. Theo bản tường trình của người thổi còi Peter Zatko, mạng xã hội Twitter đứng trước rủi ro sẽ bị khai thác thông tin tình báo, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ông Zatko từng là người đứng đầu bộ phận bảo mật an ninh mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ và Google. Ông gia nhập Twitter từ tháng 11 năm 2020 đến khi bị sa thải hồi tháng 1 năm nay. Twitter chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi, trong đó có cả bất lợi pháp lý trong vụ kiện tụng Elon Musk mua lại hãng này. Đồng thời, nhiều hãng quảng cáo sẽ xem lại tính hiệu quả trên nền tảng Twitter.
Sau khi báo cáo trên được công bố, hãng CNN dẫn nguồn người phát ngôn Twitter cho biết, báo cáo của ông Zatko chứa đựng nhiều thông tin thiếu chính xác, được trích dẫn tùy tiện và không miêu tả được tình huống quan trọng mà chi tiết phát sinh. Trong ngày 23 tháng 8 theo giờ Mỹ, cổ phiếu Twitter đã giảm 7,32% xuống còn $39.86 một cổ phiếu sau khi có thông tin trên. Một nhóm chuyên gia tại Anh đang điều khiển một con tàu thăm dò ở tận Tonga, nơi đã hứng chịu thảm họa kép núi lửa phun trào và sóng thần hồi đầu năm nay. Con tàu này có nhiệm vụ thiết lập bản đồ miệng núi lửa và vành đai núi lửa ngầm Hunga Tonga, Hunga Hapai. Con tàu không người lái mang tên Max Limer dài 12 mét do công ty SeaKit International của Anh thiết kế và vận hành. Đây là dự án lập bản đồ phun trào đáy biển đảo Tonga do Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia của New Zealand thực hiện, được Quỹ Nippon của Nhật Bản tài trợ. Trong hai cuộc thăm dò trước, chúng tôi đã thu thập một lượng lớn dữ liệu cho các nhà khoa học. Nhiệm vụ thứ ba của chúng tôi là tìm hiểu thêm về phía bên ngoài núi lửa. Con tàu Max Limer đang hoạt động ngoài khơi đảo Tonga, nhưng buồng lái lại được đặt ở cách đó 16.000 cây số phía đông nam vùng England. Không có thủy thủ đoàn, con tàu này chỉ bằng một phần nhỏ kích thước của một con tàu khảo sát thông thường và sử dụng ít nhiên liệu hơn. Dữ liệu do tàu Max Limer thu thập sẽ giúp các nhà khoa học hiểu được lý do tại sao vụ phun trào hồi đầu năm lại có tác động lớn và dữ dội đến vậy, cũng như góp phần dự đoán tính chất của các vụ phun trào trong tương lai. Các khu rừng trên trái đất có vai trò quan trọng chống lại sự nóng lên toàn cầu, nhưng một câu hỏi còn bỏ ngỏ là chúng có thể lưu trữ lượng khí CO2 là bao nhiêu? Và vệ tinh mới Biomass của châu Âu dự kiến được phóng vào năm tới sẽ là tia hy vọng giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này. Các chuyên gia tại Anh đang trong công đoạn hoàn tất vệ tinh Biomass, tức sinh khối của châu Âu. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ rời khỏi phòng thiết kế để được thử nghiệm trước khi được phóng lên không gian vào năm 2023. Vệ tinh được thiết kế với anten có thể được thu gọn lại với chiều dài cạnh 12 mét, trông nó có hình dáng như một chiếc dù. Anten đảm nhận việc theo dõi độ sâu và độ ẩm của các khu rừng trên trái đất. Các nhà khoa học cho biết vệ tinh sẽ là một công cụ giúp họ nhìn xuyên qua tán rừng và quan sát những gì bên dưới. Thông qua quá trình quang hợp, rừng chuyển hóa khoảng 1/3 lượng khí CO2 mà con người thải ra khí quyển thành sinh khối. Theo các nhà khoa học, việc biết được lượng khí CO2 mà một khu rừng lưu trữ được là rất quan trọng. Các chuyên gia hy vọng ngoài việc đo lường các kho lưu trữ carbon mà chúng ta đang mất đi, vệ tinh Biomass có thể tiết lộ những khu rừng có khả năng chuyển hóa một lượng lớn khí CO2 mà chúng ta cần phải bảo vệ. Hôm qua, Israel đã công bố tàn tích của một tòa nhà 1.200 năm tuổi ở sa mạc Negev, được cơ quan quản lý cổ vật mô tả là một tài sản sang trọng. Đây cũng là công trình đầu tiên thuộc loại hình này được phát hiện ở khu vực phía nam đất nước. Trong quá trình mở rộng thị trấn Raha, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra phần còn lại của một tòa nhà với phần sàn làm bằng đá cẩm thạch, những bức tường được bao phủ bởi các bức bích họa và đặc biệt là những hầm ngầm độc đáo và ấn tượng, cho thấy điều gì của chủ sở hữu. Chúng tôi đã phát hiện ra một biệt thự rất lớn, có một tòa tháp, một hệ thống nước và một số phòng, có những bức tranh tượng. Các nhà khảo cổ học cho biết tòa nhà thuộc về một chủ đất giàu có và còn là chức sắc địa phương thời bấy giờ. Theo tính toán, di tích này có niên đại từ thế kỷ thứ 8, thứ 9, tức đầu thời đại Hồi giáo. Khu vực sẽ được mở cửa cho công chúng tham quan vào ngày 25 tháng 8. Hồi tháng 6, cơ quan cổ vật Israel thông báo đã khai quật được phần còn lại của một trong những nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất trên thế giới ở sa mạc Negev, cũng có niên đại khoảng 1.200 năm và là bằng chứng cho sự truyền bá đạo Hồi tại đây. Nghệ sĩ ảo thuật người Bỉ Laurent Piron đã nhận danh hiệu vô địch tại cuộc thi ảo thuật ở Canada vào cuối tháng 7 qua. Chúng ta cùng gặp gỡ người nghệ sĩ tự học từ đường phố này với tiết mục bóng giấy rất thú vị. Tiết mục ảo thuật với tờ giấy biến hình kỳ diệu kéo dài 8 phút đã mang về cho anh danh hiệu này và được đồng nghiệp tán thưởng. Có người lâu năm trong nghề sau khi xem anh diễn đã phải thốt lên: "Tôi như được trở về với tuổi thơ." Vinh dự đó thật lớn lao với tôi và cho cả ekip biểu diễn. Tiết mục bóng giấy dùng một tờ giấy nhỏ nhưng được thể hiện như có sự sống riêng, qua đó tạo cảm xúc nơi khán giả. Piron là con trai một chuyên viên âm thanh sân khấu, rất khéo tay ngay từ khi còn nhỏ. Năm 18 tuổi, anh học nghề ảo thuật với một người bạn. Đến năm 22 tuổi, Piron chuyển đến Vancouver, Canada và học thêm nghề từ những nghệ sĩ đường phố. Sau khi nhận giải thưởng, Piron được nhiều nơi mời biểu diễn, nhưng ước mơ của anh là được diễn những màn ảo thuật của mình trên sân khấu Broadway.
vùng Đông Bắc Ai Cập vừa lần đầu tiên tổ chức lễ hội xoài. Đây là khu vực tập trung trồng xoài của nước này, được biết đến với những giống xoài ngon nhờ các điều kiện đất đai và khí hậu thuận lợi. Lễ hội được tổ chức tại tỉnh Ismailia, bao gồm các gian hàng với nhiều giống xoài đa dạng cùng các màn diễu hành của xe mô tô, người trượt patang và các ban nhạc. Những năm gần đây, Ismailia gặp khó khăn về khí hậu, ảnh hưởng đến năng suất xoài. Nhưng may mắn là năm nay khí hậu thuận lợi, sản lượng xoài đã tăng trở lại. Chúng tôi rất vui khi lễ hội này lần đầu tiên được tổ chức. Không dễ gì trở thành khu vực nổi tiếng về xoài, nhưng trước đây chúng tôi lại không tổ chức lễ hội như thế này. Theo ban tổ chức, vùng Đông Bắc Ai Cập có tổng diện tích trồng xoài khoảng 37.000 ha và chiếm 1/3 sản lượng xoài của nước này. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Cháy nhà tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, người dân hoảng sợ bỏ chạy. Qua đường ray bất cẩn, ô tô bị tàu hỏa hút văng. Tiếp theo chương trình sẽ là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 20 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân, đến 16 giờ ngày hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Phan Tấn Đạt, 34 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ 2 điện thoại di động là tài sản của các nạn nhân, 1 xe gắn máy và 1 con dao là phương tiện Đạt sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận vào tối các ngày 1 và 22 tháng 8 đã thực hiện 2 vụ hiếp dâm và cướp tài sản ở huyện Củ Chi đối với 2 cô gái đều 18 tuổi, cư trú tại địa phương. Thủ đoạn của Đạt là tạo tài khoản cá nhân mang tên nữ giới trên mạng xã hội, giả giọng nữ để đặt mua mỹ phẩm của những người bán hàng trên mạng. Sau đó Đạt hẹn các nạn nhân đến giao hàng vào buổi tối tại những đoạn đường vắng, rồi dùng dao khống chế để hiếp dâm và cướp tài sản. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Hôm nay, Công an phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ, điều tra vụ trộm tài sản xảy ra tại một quán trà sữa trên địa bàn. Theo lời tường trình của chủ quán trà sữa, vào khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 8, có một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy đến quán. Sau đó, cô gái đi vào trong tiệm đặt mua nước. Lợi dụng lúc nhân viên trong quán đang pha nước, cô gái nhanh tay lấy trộm 2 điện thoại để trên bàn nhét vào người, rồi nhanh chóng lên xe chạy mất. Phát hiện mất điện thoại, chủ quán kiểm tra camera an ninh thì phát hiện vụ việc và báo cho cơ quan công an. Được biết, 2 chiếc điện thoại bị mất có giá trị tổng cộng hơn 30 triệu đồng. Sáng nay tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy nhà. Nhiều người dân xung quanh hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng, người dân phát hiện cháy tại căn nhà ở hẻm 144, đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B. Lửa sau đó bùng cháy mạnh và phát ra tiếng nổ, khiến những nhà dân liền kề hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã đến hiện trường chữa cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản tại lầu 2 của căn nhà. Căn nhà liền kề cũng bị ảnh hưởng. Hiện công an đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng nay trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe tải khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Khoảng 8 giờ sáng, một người đàn ông hơn 40 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ ngã tư Đồng Tâm vào dòng xoay cao tốc. Khi đến điểm mở giải phân cách thuộc ấp 1 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, người này bật xi nhan rẽ trái qua đường thì bị xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng. Cú va chạm khiến cả hai người ngã xuống đường. Nam thanh niên tiếp tục giăng vào xe ô tô tải do tài xế V, sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang điều khiển. Nam thanh niên tử vong tại chỗ. Trong cốp xe của nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Chí Trực, sinh năm 2001, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Các lực lượng chức năng đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Trưa nay, một xe ô tô đã bị tàu hỏa hút văng khi băng qua đường ray tại đường ngang dân sinh thuộc xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tai nạn xảy ra khi một ô tô đang chạy trên đường dân sinh thì rẽ trái băng qua đường ray tàu hỏa, trong khi một đoàn tàu hỏa đang lao tới. Mặc dù tài xế đã thắng gấp nhưng phần đầu ô tô vẫn bị tàu hỏa tông trúng. Ô tô bị hất văng ngược trở lại đường dân sinh, nam tài xế thoát chết trong gang tấc, hoảng loạn, xe ô tô bị hư hỏng nặng xoay ngang giữa đường. Đến 13 giờ, Cảnh sát Giao thông huyện Kim Thành đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn.
Chiều nay, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 2 xe nước cùng nhiều chiến sĩ tham gia dập lửa một xe container bốc cháy trên xa lộ Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ cùng ngày, một xe container chạy trên xa lộ Hà Nội hướng vào trung tâm thành phố. Khi xe vừa qua khỏi trạm thu phí cầu Rạch Chiếc thuộc phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, tài xế phát hiện khói bốc lên ở phần đầu xe. Ngay lập tức, tài xế cho xe tấp sát vào giải phân cách, rồi xuống xe cùng người đi đường dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, lửa bao trùm cả phần đầu kéo. Nhận tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường. 20 phút sau, lửa được dập tắt hoàn toàn, nhưng phần đầu kéo đã cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, một xe tải đang lưu thông qua khỏi trạm thu phí Đèo Cả tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thì cũng bất ngờ bốc cháy. Trên xe lúc này đang chở theo nhiều hàng hóa dễ cháy như máy lạnh, con lăn, xốp dán tường, cuộn màng phim nên lửa bùng phát dữ dội. Công an tỉnh Phú Yên đã cử 50 cán bộ chiến sĩ cùng 4 phương tiện đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, lửa đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe tải và hàng hóa trên xe đã bị cháy rụi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xử lý vụ việc một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để đánh nhau với một nhóm khác. Đáng chú ý là nhiều đối tượng trong nhóm dương tính với ma túy, có đối tượng còn chưa đến tuổi thành niên. Theo đó, rạng sáng ngày 23 tháng 8, Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra nhà trọ tại ấp 7 xã Xuân Tâm thì phát hiện và thu giữ một bình xịt hơi cay, hai kiếm nhật, hai cây ba trắc và 8 dao rửa các loại. Công an huyện đã triệu tập 12 đối tượng gồm 5 nam và 7 nữ, tuổi từ 15 đến 23 có mặt tại nhà trọ về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh phát hiện 11 trong 12 đối tượng này dương tính với ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hiện công an đang lập hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một vụ vận chuyển pháo từ Lào về Việt Nam, bắt giữ một đối tượng và thu giữ gần 1 tấn pháo các loại. Lúc 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, công an phát hiện Mai Thị Lý, 43 tuổi, trú tại Nghệ An, về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép tại một bãi đất ở huyện Diễn Châu. Tăng vật thu được gồm hàng chục bao tải đựng hơn 845 kg pháo hoa, loại 36 quả. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 bao pháo nổ dạng pháo dây kết tràng, trọng lượng 50 kg. Qua điều tra ban đầu, giữa tháng 8 năm 2022, một đối tượng tại tỉnh Quảng Trị có đặt vấn đề chở pháo từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và nhờ cất giấu trong kho của Mai Thị Lý. Khi các đối tượng vận chuyển pháo đến Nghệ An thì bị bắt quả tang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cuối cùng là một thông tin cập nhật. Thưa quý vị, hôm nay Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha theo một đơn kiện của phe đối lập rằng ông Prayut đã kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào ngày 24 tháng 8. Các thẩm phán đã nhất trí Thủ tướng Prayut sẽ bị đình chỉ chức vụ cho đến khi vụ việc được giải quyết. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Prayut nói rằng nhiệm kỳ của Thủ tướng được tính từ sau khi nước này ban hành hiến pháp mới vào năm 2017, nghĩa là ông sẽ tại nhiệm đến năm 2025. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế ông Prayut, nhưng theo quy định thì Phó Thủ tướng Prayut Wongsuwan có thể trở thành Thủ tướng tạm quyền. Trước đó, Phó Thủ tướng Wisanu Kreangam cho biết Thủ tướng Prayut và nội các của ông sẽ vẫn tại vị, ngay cả khi Tòa án Hiến pháp chấp nhận xem xét yêu cầu về nhiệm kỳ 8 năm của ông Prayut. Ông Wisanu nói thêm, trong trường hợp Tòa án ra phán quyết yêu cầu ông Prayut từ chức, Phó Thủ tướng Prayut Wongsuwan sẽ đảm nhận vị trí Thủ tướng tạm quyền và ông Prayut sẽ làm việc với các bộ trưởng nội các khác, trong đó có Đại tướng Prayut là Bộ trưởng Quốc phòng. Trong ngày hôm nay, ông Prayut đã không đến trụ sở chính phủ mà làm việc tại tư dinh ở khuôn viên Trung đoàn Bộ binh số 1. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.